Ngôi nhà vòn vẹn chỉ vài mét vuông, không có bất kỳ thứ gì đáng giá này, là tổ ấm của chị Nguyễn Thị Nga. Sau 20 năm lưu lạc khốn khó bên xứ người, chị Nga may mắn được trở về quê hương trong vòng tay của người thân, làng xóm. Không việc làm, đau ốm triền miên, khó khăn chồng chất khó khăn. Thương cho hoàn cảnh của chị, Hội Chữ Thập Đỏ khu vực Chùa Long Đội Sơn do Thượng tọa Thích Thanh Vũ chủ trì đã kêu gọi những tấm lòng nhân ái cùng nhau góp sức xây cho gia đình chị một ngôi nhà mới khang trang. Mưa nắng này là cái nhà con đấy là mưa rột. Thế cứ mưa lên chùa, cứ nắng lên chùa, thế tổ làm sao nhà cửa không ở thì gọi là không có nhà. Thế tôi không xem thật thì đúng là cái nhà nó bé quá. Nóng nồi tổ thôi thì tôi phát tâm để động viên các mạnh thường quân, vừa Hội Chữ Thập Đỏ này, vừa là các cá nhân. Thế rồi nhân dân rồi cơ quan của xã của thôn là đến ủng hộ theo một tinh thần là nhân đạo chung, góp tay chung để làm việc nhân đạo. Trong không khí vui tươi, dưới sự chứng kiến của bà con hàng xóm, một căn nhà được xây dựng kiên cố cùng nhiều vật dụng thiết yếu được các nhà hảo tâm trao tặng kịp bàn giao cho chị Nga đón Tết. Đây như một niềm an ủi, động viên, tiếp thêm sức mạnh, giúp chị vơi đi những đớn đau và có một cuộc sống bình an hơn. Cái niềm vui này thì nó quá sức tưởng tượng của gia đình và cô ấy. Nếu mà không có tất cả nhà hảo tâm thì anh em có muốn xây cho cô cũng là cái niềm ấp ủ từ lâu lắm rồi, nhưng không làm được. Bởi vì là cái số tiền mà các nhà hảo tâm cho thì nó cũng rất là lớn. Thế cho nên là đối với gia đình thì có mơ cũng chẳng thấy. Mà cũng thật sự ra là cái niềm vui thì nó, mình là chị dâu thật nhưng nó rất là khó tả. Chúng tôi cũng cảm thấy rất vui, đã đóng góp một phần bé nhỏ của mình để cho chị Nga hôm nay có được một ngôi nhà để gọi là vui, đón xuân. Thêm mỗi ngôi nhà yêu thương là thêm một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, đậm tình người, với tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Tết năm nay, miền quê Đội Sơn đã có thêm gia đình chị Nga mừng vui được quây quần sum họp bên nhau trong căn nhà yêu thương còn thơm mùi sơn mới. Và chắc chắn rằng, dưới mái ấm này, niềm tin, lạc quan vào cuộc sống tốt đẹp đã được thắp sáng.